Em nhá, rằng là hiện tại đang có mặt tại đền Hùng rồi anh em ạ. Cuộc hành trình 150 cây số. Nếu đã là một người con của Yên Bái thì đi qua cây cầu này thì chắc hẳn ai cũng biết cây cầu này là ở đâu rồi đúng không? Em nhá, đây là địa phận Phú Thọ ấy anh không nhá. Đấy. Đây là Phú Thọ nhá. Còn bên này là nhìn sang Yên Bái chạy. Bên này là Yên Bái anh em rồi nhá. Đấy. Cách nhau đúng một con đường này thôi đấy. Đấy, bây giờ cũng đang vẫn đi cuộc hành trình xuống với thị trấn Phú Thọ, thị xã Phú Thọ là anh em nhá. Đây anh em ạ, tin lời vào thằng bạn thân đây. Nó nhìn thấy cái đường này là mấy đường mới cái tái định cư mới san phẳng thôi, đang để chuẩn bị lên công trình ấy. Thế nó rủ đi đường tắt để một phát xiên sang cầu. Thế cuối cùng là xiên một phát ra sông luôn anh em ạ. Ở dưới đấy nó còn có một cái vực nữa không đi qua được luôn, mà cái đoạn này là đang không quen một tí nào luôn. Đây là chắc bắt đầu vào đến Phú Thọ cũng đến gần đến thị xã thì phải. Anh em này, cái tác hại ở hai đứa bạn thân của Giang chưa? Rủ nhau đi vào đây xong rồi vẫn cố chấp đi qua, bây giờ phải vào cái vệ vũng lầy vì nó vừa mới mưa xong mà. Phú Thọ đang nghe bảo là mấy ngày hôm nay bão mới mưa nhiều lắm. Thế là cái sự cố chấp của nó đã phải trả giá. Cuối cùng thì cũng ra là cái vũng lầy đấy rồi anh em ạ. Lần sau không tin đường của thằng bạn thân nữa. Thằng bạn thân cứ chỉ vào cái đường bắt anh em ạ. Thế là cứ nghĩ thông phát sang cầu luôn. Ôi dồi ôi. Như kiểu đi bừa luôn. Đã thiết kế mắm tôm anh em ạ. Đấy, trời mưa này có tí rượu mận thì quá là đặc biệt. Hết nước chấm luôn anh em. Tí lại cầm cái bát mắm tôm lên uống. Đấy nha, anh em nha. Mắm tôm chưng nha anh em nha. Nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn. Bác chào tất cả các cháu nha. Hôm nay bác cho các cháu ăn một mẹt thịt chó siêu to khổng lồ. Đây là giới thiệu là món ngầm dôi này. Đấy, sống trên đời mà không miếng dồi chó là về âm phủ biết có hay không. Thế là bởi vì không ai cúng thì chó cho nên là. Thế còn đây là món hấp này. Thế còn giới thiệu các cháu kia là món chả nướng nhá. Bạn ạ, có thể là bát này bỏ đi mất. Để sao? Không sao đâu, ăn được đấy. Bằng tiền luôn. Ở đấy, nước chấm thần thánh quá à? Nước cháu Giang. Đây là cháu Giang, cháu pha nước chấm thần thánh. Mắm tôm Thanh Hóa. Khắm nằm nặng. Mời các cháu nha. Ngon ngon không? Quẹt. Quát lăng. Bà ngân bên lúc đây là món gì bà ngân bên lúc này? Lòng sao nước đắng. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời mưa mà có cái món này, đĩa mẹt này thì ui. Ở trong này còn cả rau sống ở giữa này rất là nhiều luôn. Thì đấy, Giang vừa mới xuống đến Phú Thọ thôi. Mà bác rất là chu đáo, nhiệt tình cả các bạn nữa. Có ai mà ở dưới Phú Thọ không thì ra tiếp đón Giang với nhá. Công nhận một điều là mọi người ở dưới Phú Thọ là yêu mến khách số 1 luôn, uy tín. Hello anh em nhá. Giang là hiện tại Giang đang có mặt tại đền Hùng rồi anh em ạ. Cuộc hành trình 150 cây số. Đang từ Yên trên vùng đất mà Văn Yên giáp danh với Lào Cai luôn thì xuống tận dưới đền Hùng này. Đấy, 150 cây đã xuống đến đây. Anh em ở gần đây thì anh em ra bác diều ra giao lưu ra nhá. Tại đây luôn. Từ bây giờ anh em ra luôn đi nhá.